Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp khoa học của giáo sư bác sĩ anh hùng liệt sĩ Đặng Văn Ngữ. Đây cũng là dịp để thể hiện tình cảm đối với giáo sư, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực ký sinh trùng ở Việt Nam. Cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp khoa học của giáo sư, bác sĩ, anh hùng, liệt sĩ Đặng Văn Ngữ được phát động từ tháng 4 năm 2023 đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cán bộ, viên chức ngành y tế và những người ngoài ngành với hàng trăm bài gửi tham dự. Điều đó cho thấy sự lan tỏa về tấm gương cuộc đời và sự nghiệp khoa học của giáo sư, bác sĩ, anh hùng, liệt sĩ Đặng Văn Ngữ đối với nhiều tầng lớp người dân Việt Nam. Cuộc thi thì đều đã được các tác giả tham gia rất là say mê tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin để mà hoàn thiện cái bài thi của mình. Qua cuộc thi này chúng tôi cũng thấy được là cái tình cảm của các thế hệ, các cái cán bộ trong ngành y tế nói chung và trong hệ y tế dự phòng phòng chống sốt rét nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam là có cái tình cảm rất là trân trọng với giáo sư anh hùng liệt sĩ Đặng Văn Ngữ. Đầu tư nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin của tác giả, một số bài dự thi có hình ảnh minh họa rất đẹp, phong phú, phù hợp, được ban tổ chức đánh giá cao. Giải nhì trong cuộc thi này tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và tiếp tục là phấn đấu và bồi dưỡng hoàn thiện bản thân hơn nữa để làm tròn trách nhiệm với giáo sư. Gia đình chúng tôi rất là cảm động, rất cảm động. Đặc biệt hôm nay dự cái cuộc trao giải, tôi cảm thấy rất là y như cảm thấy cụ có mặt ở đây. Tôi rất mừng là cái sự nghiệp mà ông cụ tôi khởi xướng cách đây và bây giờ thì có rất nhiều những cái thế hệ trẻ kế tiếp. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 15 giải cá nhân cùng 5 giải tập thể cho những bài thi xuất sắc và những tập thể có đông người tham gia. Cũng trong buổi lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp khoa học của giáo sư, bác sĩ, anh hùng, liệt sĩ Đặng Văn Ngữ đã diễn ra cuộc gặp gỡ xúc động với những nhân chứng từng tham gia công tác với giáo sư, liệt sĩ Đặng Văn Ngữ để ôn lại những kỷ niệm về ông trên chiến trường B ác liệt năm nào.